Rồi, hai sáng hôm nay Giang chào tất cả mọi người nha. Đã trở lại với video mới nhất của Giang ngày hôm nay nha mọi người. Đó. Mọi người nghe mấy con ve nó kêu không? Mỗi lần mà quay mấy cái video này thì mấy con ve nó kêu nghe nhức đầu quá mọi người ơi. Đó, trở lại vấn đề chính hôm nay thì Giang sẽ hướng dẫn cho mọi người một công thức nha. À, một cái bí quyết thôi nha mọi người. Để làm một cái muối sốt mà ớt xanh á. Đó. Đó mình dùng để chấm hải sản nè. Chấm cua nè, tôm nè, sò huyết nè, sò lông nè, sò điệp nè, sò dương nè, tất cả các loại ốc sò nha mọi người. Nói chung là liên quan tới món hải sản đó. Thì ngày hôm nay Giang mời mọi người cùng đi theo chân và theo tay của Giang làm nha. Mọi người nhớ xem hết video. Giang sẽ hướng dẫn cho mọi người nhiệt tình nha. Và từ A đến Z luôn mọi người. Đó. Đúng trên cái kênh YouTube của Giang Vlog đó nha mọi người. Giờ đi thôi. Mọi người cùng vào bếp với Giang nha. Ở đây là cái khu vực làm việc của Giang nha mọi người. Khu vực này của Giang đứng làm việc á. Quay sơ sơ cho mọi người xem. Đó, còn bên đây là đồng nghiệp của Giang làm việc luôn nha mọi người. Đó. Hôm nay Giang có chuẩn bị sẵn rồi nè. Gồm có 3 lạng nước tắc nha mọi người. Cái này là 6 lạng tại Giang làm hai phần. Còn đây là một tâm mà lam ớt xanh nha. Nói chung muối ớt xanh thì mình đã làm ớt xanh nha. Đây Giang có chuẩn bị 3 tâm lam cải xanh luôn. Cái này mình tạo màu cho nó có màu xanh. Chứ ăn cho nó vị cay nồng nồng nha mọi người. Sáng đi chợ cũng mua cải xanh xong rồi tại quên để ngoài nắng nó hơi héo nha. Nhưng mà không sao, vẫn còn tươi nha mọi người. Đó, còn có sữa đặc nha mọi người, sữa đặc có đường. Rồi, còn có muối nữa. Giờ Giang sẽ vừa căng định lượng và vừa quay video trực tiếp cho mọi người xem mà làm theo nha. Rồi, đây là muối nha mọi người. Người ta nói là muối mặn gừng cay á. Đó. Rồi, đây là Giang căng một lạng rưỡi nha mọi người. Đây, một lạng rưỡi đây. Đó, muối. Xong rồi mình chuẩn bị một cái cối xay sinh tố nha. Rồi, muối xong rồi Giang sẽ cho vô cối xay sinh tố này luôn nha mọi người. Rồi xong, Giang ra ngoài hết mấy hộp rồi. Mà không sao. Mọi người thấy cái video của Giang hay thì cho Giang xin một like và một đăng ký kênh nha mọi người. Rồi Giang sẽ hướng dẫn nhiều cái công thức, mình nhiều cái bí quyết nấu ăn hơn nữa để nhiều cái nước chấm hơn nữa cho mọi người xem và cùng làm theo Giang nha. Rồi, muối một lạng rưỡi. Rồi tới tiếp tục là sữa đặc nha mọi người. Sữa đặc là có 6 tầm lam. Ở đây cho 8 tầm lam đi là mình căng tới số 6 là được nha mọi người. Rồi, sữa đặc 6 tầm lam. Đó mà 8 tầm lam, phải còn 2 tầm lam mới đúng chứ lời. Rồi, chiếu nữa, rồi nha mọi người. Ok, sữa với muối đây. Rồi tiếp tục đó, mọi người cho ớt vô luôn nha. Cho ớt vô cối xay sinh tố này luôn. Rồi, xong là tới đường nha mọi người. Rồi đường ở đây thì mọi người cho Giang nửa ký nha. Rồi ok chưa, đường cát nửa ký. Rồi xong cho vô cối xay sinh tố luôn nha mọi người, tất cả đều vô cái cối này hết. Rồi tiếp tục nữa là bột ngọt nha mọi người. Rồi bột ngọt ở đây thì Giang không có cho nhiều nha, cho nửa tầm lam thôi nha mọi người. Rồi vô đi luôn. Rồi tiếp nữa là tắc nha mọi người. Tắc thì mọi người cho Giang là 3 lạng nước tắc là được nha. Nước tắc là 3 lạng rưỡi nha mọi người. 3 lạng chứ đâu. Căn này còn là 3 lạng rưỡi là được. Rồi ok chưa. Rồi tiếp tục nữa mình cho cải xanh vô nha mọi người. Cải xanh lau chùi chỗ này nhỏ sạch sẽ thôi, ông chủ vô không thấy không đuổi á. Cải xanh mọi người cứ cho hết vô trong cái cấu sinh tố thôi. Những cái video mà ta hướng dẫn nấu ăn ở trên YouTube đó mọi người, ta chỉ nhiều lúc có cắt ghép này nọ như kia không có thành, mình làm theo không có được như ý muốn. Cái video này của Giang, Giang chỉ từng ly từng tí luôn á. Ok chưa, vậy là xong cái hỗn hợp nha mọi người. Từ tên dưới nha, giờ mình bỏ vô cối sinh tố mình xay thôi. Ok, lên đạn. Xay cho nó nhuyễn luôn nha mọi người. Thank you.
của xong xuôi nha mọi người, nó nhuyễn vậy là ok rồi đó. Rồi đem xuống đổ vào cái hũ này nha mọi người, thì sớm Giang nó xay một mẻ trước rồi, đây nó như vậy nè, tại đang mới xay xong nó có bọt nha. Giờ nói chung là mình cái nước sốt này chấm hải sản này mình bảo quản, mình bỏ vô tủ mát là được nha mọi người, đừng bỏ vô tủ đông nha. Rồi ok, giờ mình cho vào đây thôi. Nếu mọi người thấy không, nó keo keo sạch sạch nè, được chưa, xanh lét luôn nha mọi người đó. Qua video này Giang chúc mọi người làm theo Giang thành công nha mọi người. Đó, mọi người cứ nhìn theo cái video của Giang mà làm từ từ là sẽ đạt thôi nha. Cái này là công thức định lượng, là một phần chỗ Giang làm á. Rồi đây, cuối video thì mọi người cho Giang xin một đăng ký kênh, một like nha mọi người. Mọi người cứ bình luận phía dưới coi thử Giang làm cái video gì nữa nha. Rồi, muối ớt xanh đã xong nha mọi người. Ok nha, bye bye mọi người nha. Hẹn mọi người ít ngày sau Giang sẽ ra video tiếp, Giang sẽ ra video nhiều về món ăn nữa nha mọi người.